Thưa quý vị, đó là tâm kinh của tịnh Độ Tông, và cũng là tâm kinh của toàn bộ giáo Pháp trong Đại Tạng Kinh. Đó cũng là như thiện đạo Đại sư Lão Nhân Gia Thường nói. Chư Phật sở dĩ xuất hiện trong thế gian chỉ vì để nói biển bổ nguyện của Phật Di Đà. Cách làm này của Ấn Quang Đại Sư đã khiến cho chúng ta hoàn toàn hiểu rõ câu đói ấy của thiện đạo Đại Sư. Phương pháp bậc nhất của hết thảy chư Phật ứng hóa trong mười pháp giới. Phổ độ chúng sanh trong mười pháp giới của hết thảy các cõi Phật là gì? Là trì danh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thích hợp khắp ba căn, gồm thâu độn căn lẫn lợi căn. Đó là pháp môn tuyệt diệu, cực đơn giản, dễ dàng, ổn thỏa, thích đáng. Ai cũng có thể tu ai cũng đều có thể thành tựu. Thiền đạo đại sư nói pháp môn này, dạng tu, dạng người đến, chẳng sót một ai. Vì sao người tu tịnh độ đông như thế, người giảng sanh ít như vậy? Có mâu thuẫn với lời nhận định của thiền đạo đại sư hay không? Thưa quý vị, không. Do nguyên nhân nào, quý vị tu hành chẳng đúng pháp, đúng lý, lỗi tại quý vị, chẳng phải do pháp môn, không do kinh điển. Nếu quý vị tu đúng pháp, đúng lý thật sự là dạng người tu và người đến chẳng sót một ai kinh di đà đã dạy rất rõ ràng không thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để sanh về cõi ấy thiện căn là gì phước đức là gì nhân duyên là gì nay chúng ta chọn đủ nhân duyên được làm thân người là nhân duyên gặp phật pháp là nhân duyên gặp đại thừa là nhân duyên gặp kinh hoa nghiêm gặp tình độ là nhân duyên phi phạm duyên trọn đủ vấn đề ở đâu thiện căn phước đức thiện căn là gì tính giải đối với pháp này quý vị có thật sự tin tưởng hay không quý vị còn có vấn đề nào hay không nếu còn có hoài nghi thiện căn của quý vị có vấn đề quý vị có hiểu rõ đạo lý tình tông hay không không thấu triệt hiểu rõ hiểu rõ sẽ giúp quý vị tin tưởng sợ gì quý vị có hoài nghi là do chưa lý giải thấu triệt thật sự hiểu rõ minh bạch sẽ chẳng hoài nghi quý vị có tính giải tính giải là thiện căn phước đức là gì thật sự hành người thật sự hành có phước đức quý vị chẳng thật sự hành vẫn chưa buông thế gian này xuống được còn lưu luyến vậy là xong luôn quý vị cũng rất khó thành tựu vì thế kinh không có khuyết điểm Lý luận và phương pháp đều không có khuyết điểm. Khuyết điểm là do phiền não và tập khí của chính mình. Nếu buông những thứ ấy xuống, chắc chắn quý vị đạt được tình độ ngay trong một đời này. Tiếp đó, cụ Hoàng Niệm Tổ trích dẫn lời ông Bành Thiệu Thăng. Ngã quốc thanh đại, bành thiệu thăng cư sĩ tán giết vua lường thọ kinh giả như lai xứng tánh chi viên giáo chúng sanh bổn cụ chi hóa nghi vào đời thanh cư sĩ bành thiệu thăng của nước ta đã ca ngợi kinh vô lường thọ là viên giáo xứng tánh của như lai là cơ nghi hóa độ chúng sanh sẵn có mấy câu này hết sức quan trọng như lai là những vị minh tâm kiến tánh trong mười phương đó là chư phật như lai kinh vô lượng thọ là lời bàn luận xứng tánh từng câu từng chữ đều từ tự tánh lưu lộ từng câu từng chữ đều viên mãn nên gọi là viên giáo từ tánh của hết thảy chư phật như lai và từ tánh của hết thảy chúng sanh là một tánh chẳng phải hai tánh do vậy trong giáo pháp đại thừa đức phật nói đến từ tánh thường thường dùng biển làm tỷ dụ chẳng hạn như tánh hải mỗi một chúng sanh khác nhau giống như một bọt nước trong biển cả bọt nước cho đâu mà sanh ra từ biển sanh ra từng bọt nước nếu không bị dở tan dường như có đối lập chủ này là một bọt chủ kia là một bọt khác sau khi bọt nước dở tan tất cả đều là biển cả người thông minh chẳng cần chờ đến lúc bọt nước dở toàn là nước biển mỗi bọt nước đều là nước biển nước biển là tự tánh do vậy trong kinh đức phật thường nói thập phương tam thế phật cộng đồng nhất pháp thân nhất tâm nhất trí huệ lực vô úy diệt nhiên nghĩa là mười phương ba đời phật cùng chung một pháp thân một tâm một trí huệ lực, vô úy cũng thế. Không có gì chẳng giống nhau. Vì sao? Quý vị chẳng lìa tự tánh. Câu này đã đem thật tướng của các Pháp nói thẳng thường ra trong một lời. Chúng ta và hết thảy chúng sanh có quan hệ gì? Một thể, một tự tánh. Quý vị nói xem, quan hệ này có mật thiết lắm hay không? Vì sao có sai biệt nhiều như thế? Do mê hay ngộ khác nhau? Ngộ bèn biết chúng ta là một thể, còn thân thiết hơn người một nhà. Một thể mà. Khi mê mới chia ra ta, ra người, mới có phân biệt, mới có chấp trước, mới tạo nghiệp, mới chuốt lấy những quả báo quan uổng, quan uổng luân hồi trong lục đạo. Là cảnh giới trong mộng, chúng chẳng thật. Thật sự tham thấu thì giấc mộng ấy cũng chẳng rời khỏi tự đánh. Do vậy, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới chẳng lìa tự tánh đều do tự tánh hiện do vậy ông bành tế thanh nói chúng sanh bổn cụ chi hóa nghi nay ta gọi nghi là phương thức hay hình thức Này chúng ta dạy bảo học trò dùng hình thức như thế nào Này chúng ta biết đối với trẻ nhỏ trẻ thơ chúng ta lập ra giường trẻ mở trường tiểu học tùy theo độ tuổi của chúng cho lại mở trường trung học mở đại học rất giống phương thức ấy đó gọi là hóa nghi trừ hóa nghi ra còn có hóa pháp pháp là phương pháp dạy học chúng sanh căn tánh khác nhau đối với căn tánh khác nhau dùng phương pháp gì để dạy họ vì thế, nhà Phật nói tới hóa nghi và hóa pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật, 49 năm dạy học trò, xét theo phương diện hóa nghi. Trước hết, sau khi khai ngộ, Ngài giảng A Hàm 12 năm. A Hàm giống như tiểu học của Phật giáo, giảng điều gì? Giảng pháp nhân thiên, giảng cách làm người như thế nào? Cũng như ngày nay chúng ta nói là giảng luân lý, giảng đạo đức, dạng nhân quả. Trong Kinh A Hàm, những thứ giáo dục này rất nhiều, chú trọng những điều đó. Đến thời kỳ Đại Thừa, dần dần thảo luận vũ trụ và nhân sinh. Này chúng ta gọi là triết học và khoa học, đều dẫn đến viên mãn rút ráo. Vũ trụ do đâu mà có, dạng pháp từ đâu ra, ta từ đâu đến, dạng thật rõ ràng minh bạch quả thật chẳng dễ dàng cho tới hiện thời bao nhiêu khoa học gia triết học gia tôn giáo gia trên thế giới đang nghiên cứu vấn đề này đều chẳng tìm được câu trả lời vẫn là có những vấn đề tồn động chỉ riêng đại thừa phật pháp giảng rõ ràng giảng minh bạch chẳng có nghi hoặc bởi lẽ thuở ấy tôi học triết học Phương Tiên Sinh giảng triết học trong Kinh Phật cho tôi nghe. Cụ bảo tôi, theo cách nhìn của cụ, Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên cả thế giới. Đây là nguyên văn lời cụ nói. Cụ bảo tôi như thế này, học Phật là hưởng thụ tối cao trong đời người. Cụ dẫn tôi tiến vào Phật môn, lại còn đặc biệt bảo tôi, câu nói này rất trọng yếu. Nếu không, tôi sẽ mê hoặc, sẽ hoài nghi, sẽ nhìn những kẻ học Phật học như thế nào, chân tướng có đúng như Phương Tiên Sinh nói hay không? Vì thế, câu nói sau đây của Phương Tiên Sinh quan trọng lắm. Cụ bảo, triết học trong Kinh Phật ở trong kinh điển không ở trong chùa chiền câu này hết sức trọng yếu vì sao không ở trong chùa chiền người trong chùa chẳng học xưa kia cổ đại đức trong chùa chiền thật sự rất vi phạm vì sao họ học thật sự nay thì sao người xuất gia trong chùa chiền hiện thời chẳng học biến phật giáo thành tôn giáo Xuất gia để làm gì? Xuất gia để giao tiếp quỷ thần, lo siêu độ, làm Phật sự, Pháp hội, làm những chuyện này. Những chuyện này có cần phải làm hay không? Cần chứ. Nhưng phải nên làm như thế nào? Vào trong quỷ đạo để làm. Còn trong nhân đạo, hãy lo dạy con người. Quỷ đạo có hay không? Có. Phật Bồ Tát ở trong quỷ đạo. Quý vị thấy, địa tạng vương Bồ Tát. Địa ngục, bất không thì bất thành Phật. Nghĩa là địa ngục chẳng trống thì chẳng thành Phật. Quý vị thấy làm lễ diệm khẩu, tiêu diện đại sĩ đối diện với diệm khẩu là ai? Là quán thế âm Bồ Tát. Hiện thân quỷ trong quỷ đạo để độ quỷ đạo, nên hiện thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy. Thân đang ở trong nhân gian thì phải dạy con người, sao lại dùng thân người để dạy quỷ? Đâu có lẽ ấy. Dùng thân quỷ cũng chẳng thể dạy người do vậy phật bồ tát ứng hóa chẳng thể nghĩ bàn nên dùng thân gì để tác độ bèn hiện thân ấy nên dạy họ điều gì sẽ dạy họ điều ấy phải biết điều này không do chính các ngài quyết định mà do người ấy cảm phật bèn ứng tự nhiên cảm ứng đạo giao giống như tiến sĩ giang bổn thắng của nhật bản làm thí nghiệm với nước chúng ta dùng thiện tâm để cảm quý vị thấy nước đáp ứng bằng kết tinh đẹp nhất chúng ta dùng ác niệm để cảm nó đáp ứng bằng hình thái rất khó coi chư phật bồ tát đối với tất cả chúng sanh cũng như vậy họ dấy lên niệm gì để cảm các ngài các ngài bền ứng như thế chư phật bồ tát ứng hóa trong thế gian tuyệt đối chẳng có cách suy tưởng hay nghĩ ngợi nào nếu có cách suy tưởng hay nghĩ ngợi sẽ là phàm phu phàm phu mới có cách suy tưởng và nghĩ ngợi pháp thân bồ tát là bậc kiến tánh chắc chắn không có vì sao kiến tánh thì điều kiện đầu tiên là đoạn trừ khởi tâm động niệm không khởi tâm chẳng động niệm còn có cách suy tưởng hay cách nhìn gì nữa đây không có đó gọi là thanh tịnh bình đẳng giác do vậy chúng sanh có tâm cảm phật vô tâm ứng nên gọi là xứng tánh tự tánh tự nhiên sẽ có ứng. Vì thế, chúng ta phải hiểu ý nghĩa hóa nghi và hóa pháp này. Nói thông thường, trong khi học tập, chúng ta cũng thường nói hóa ác thành lành, nên chúng ta giúp đỡ người khác, bước đầu tiên là dạy kẻ ấy, giúp kẻ ấy sửa đổi. Hóa ở đây là biến hóa khí chất là giáo học nói theo mặt quả, mục tiêu cuối cùng của giáo học là biến hóa khí chất của người được dạy. Nó cụ thể, biến hóa ác niệm. Lời nói ác và hành vi ác thành thiện niệm, thiện hạnh. Tức là chúng ta dạy học thành công. Đó là bước đầu tiên. Tiến thêm bước nữa, chính là hóa mê thành ngộ. Đó mới thực sự là Phật Pháp. Hóa ác thành thiện là thế gian Pháp. Hóa mê thành ngộ mới có thể xuất thế gian thật sự giác ngộ, cuối cùng là hóa phàm thành thánh, tiến lên cao hơn từng bước một. Xét về phần tài liệu, có thể nói là hoàng lão cư sĩ rất dụng tâm, hết sức phong phú, tận tâm tận lực sưu tập. Tiếp theo đó, cụ trích dẫn lời pháp sư đạo ẩn của Nhật Bản, tán thán kinh vô lượng thọ. Như Lai hưng thế chi chánh thuyết nghĩa là chánh thuyết do đức như lai xuất hiện trong cõi đời nhằm nói ra hưng là hưng khởi ý nghĩa tương đồng với lời thiện đạo đại sư thiện đạo đại sư nói như lai sở dĩ hưng xuất thế chữ hưng này là hưng khởi xuất hiện trên thế gian duy thuyết di đà bổn nguyện hải chỉ để nói biển bổ nguyện của Phật Di Đà. 48 nguyện của A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh. Tôi không tra tài liệu xem vị đạo ẩn này là người thời nào. Vì tình độ tông Nhật Bản là từ Thiện đạo đại sư truyền sang. Vào thời Đường, có nhiều cao tăng Nhật Bản sang Trung Quốc du học. Lúc ấy, Thiện đạo đại sư còn tại thế. Do vậy, tại nhật bản thiền đạo đại sư rất nổi danh ngày chẳng nổi tiếng tại trung quốc chứ ở nhật bản ngày rất nổi tiếng nhật bản có rất nhiều ngôi chùa mang tên thiền đạo tự quý vị thấy thiền đạo tự biết đó là tịnh độ tông đài bắc còn có một ngôi thiền đạo tự được thành lập vào thời nhật bản thống trị đài loan đó là đạo tràng tịnh độ tông do vậy câu nói này có lẽ phỏng theo thiện đạo đại sư. Sư nói, Như lai hưng thế chi chánh thuyết, thì nói cách khác, hết thảy các kinh khác do Đức Phật đã nói, hết thảy các kinh trong 49 năm đều là bàn thuyết, tức là nói kèm thêm. Kinh này mới là chánh tông. Kinh vô lượng thọ là chánh tông, những kinh khác đều nhằm phù trợ kinh vô lượng thọ. Có ý nghĩa này. Đây mới là chánh thuyết. Vì thế, quả thật, qua lời tựa của đại sĩ Mai Quang Hy, chúng ta thấy các vị đại đức thời tùy đường đều thừa nhận. Ngay cả Kinh Pháp Khoa và Kinh Hoa Nghiêm đều nhằm dẫn dắt chúng ta quy hướng tịnh độ. Quý vị đọc phần 53 lần tham học của thiệt tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm, mười đại nguyện dương của Phổ Hiệp Bồ Tát dẫn về cực lạc. Vì vậy, ông ngụy mạc thâm ghép quyển cuối cùng của kinh hoa nghiêm vào cuối tam kinh gọi là tịnh độ tứ kinh là có lý chẳng phải bàn cãi gì nữa chúng ta hai tay tán thành hành động này kinh hoa nghiêm quy vào kinh vô lượng thọ trong kinh pháp hoa long nữ tám tuổi thành phật cũng do nghe văn thù bồ tát giảng kinh cô ta nghe hiểu rồi cũng cầu sanh tịnh độ đây là như Ấn Quang Đại Sư đã nói, ngàn kinh dạng luận chỗ nào cũng chỉ quy. Do vậy, nói kinh này là chánh thuyết, xác thực là có căn cứ. Kỳ đặc tối thắng chi diệu điển, nghĩa là bộ kinh điển màu nhiệm lạ lùng, đặc biệt thù thắng nhất. Kỳ đặc tối thắng là thù thắng, khôn sánh hết thể các kinh chẳng thể sánh bằng kể cả kinh hoa nghiêm và pháp hoa tuy hai kinh ấy đều là đại thừa đều là kinh nhất thừa nhưng đâu có thù thắng như pháp môn này nhất thừa cứu cánh chi cực thuyết nghĩa là giảng về nhất thừa rốt ráo đến tột cùng nói rõ chỗ lạ lùng đặc biệt ở nơi nào thù thắng nhất ở chỗ nào kinh này đúng giáo pháp nhất thừa giáo pháp nhất thừa là thành phật trong một đời được kinh này dẫn đến chỗ viên mãn rút ráo. Tốc tật là nhanh chóng. Trong các pháp môn, tức là các pháp môn của các tông phái thông thường, thời gian tu học đều phải rất lâu. Chỉ riêng pháp môn này chẳng cần một thời gian rất dài. Trong các pháp môn khác, tu hành phải mất vô lượng kiếp mới có thể đào thải hết sạch phiền não, tập khí, kiến tư phiền não trần xa phiền não, vô minh phiền não. Quý vị chẳng đoạn hết phiền não, làm sao có thể hoàn nguyên? Hết giọng mới hoàn nguyên. Kinh Hoa Nghiêm coi những phiền não ấy là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dùng những danh từ này, vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần xa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não, những danh từ này đều có thể tra trong phật học đại từ điển đào thảo hết sạch đoạn hết kiến tư phiền não Bền chứng a la hán vượt thoát lục đạo ngoài lục đạo là tứ thánh pháp giới lục đạo là giới hạn ở trong lục đạo thì gọi là nội phàm là phàm phu nội phàm tức là phàm phu trong lục đạo tứ thánh pháp giới gọi là ngoại phàm ở ngoài lục đạo nhưng vẫn phàm phu chưa phải là thánh nhân phàm và thánh sai biệt ở chỗ nào một đằng dùng chân tâm thì là thánh nhân một đằng dùng vọng tâm là phàm phu vọng tâm là dùng a lại gia thức phải biết trong tư thánh pháp giới ngoài a la hán bích chi phật bồ tát còn có phật tức là trên đó còn có Phật. Nhưng Phật trong tứ thánh Pháp giới hoàn toàn dùng a la gia Vì thế gọi là ngoại phàm, tức phàm phu ở ngoài lục đạo. Tuy họ dùng vọng tâm, vọng tâm này được dùng rất chánh đáng, rất giống chân tâm. Vì sao dùng rất chánh đáng, rất giống chân tâm? Đều do học Phật. Dung hội lý luận được giảng trong Kinh Phật vào nội tâm của chính mình, tức là vào trong a la gia biến những lý luận ấy thành những chủng tử trong a la gia nên khi thực hiện từng điều trong giới luật đều được thực hiện rõ rệt đều làm xuất khá hết sức giống phật do vậy tứ thánh pháp giới được gọi là tương tự tức nghĩa là rất giống làm rất giống nhưng chưa phải là thật sự vì sao chưa phải là thật sự chưa chuyển thức thành trí chưa chuyển được đó chính là như kinh bát nhã đã dạy pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp nghĩa là pháp còn nên bỏ huống chi phi pháp giáo lý giảng trong kinh quý vị làm được làm tốt đẹp nhưng vẫn là phạm phu có thể ra ngoài lục đạo nhưng chưa ra khỏi mười pháp giới nếu muốn ra khỏi mười pháp giới phải buông những thứ này xuống pháp còn nên bỏ hà huống phi pháp phật pháp cũng bỏ luôn sẽ thoát khỏi mười pháp giới phải biết điều này vì thế quý vị thấy kinh này rất tuyệt phương pháp tu hành trong kinh này đầu tiên là như trong tựa đề kinh này nửa đầu là quả báo nửa sau là tu nhân nửa đầu là đại thừa. Đại thừa là gì? Đại thừa là trí huệ, tức trí huệ Bát Nhã sẵn có trong tự tánh. Vô lượng thọ là đức, trang nghiêm là tướng. Kinh hoài nghiêm dạy, tất cả chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Trí huệ là đại thừa, đức là vô lượng thọ, tướng là trang nghiêm đây là trên mặt quả hết thể chúng sanh đều có chúng ta khôi phục chúng như thế nào thanh tịnh bình đẳng giác đó là tu đức chúng ta tu hành là tu gì tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh thành tựu bằng giới luật tâm bình đẳng thành tựu bằng thiền định giác thành tựu từ bồ đề giác là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh vì vậy, tu thanh tịnh bình đẳng giác, chứng đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Ngay trong từ đề kinh, đã nêu ra cương lãnh tu hành và thành tựu nơi quả địa. Bởi lẽ đó, tại Trung Quốc lẫn ngoại quốc, các tổ sư Đại Đức đã nói rất tuyệt, nói thật hay. Nhất thừa cứu cánh chi cực thuyết, tốc tật, viên dung kim ngôn lời giảng về nhất thừa xuất ráo đến tột bậc là lời vàng viên dung nhanh chóng chữ kim này được dùng rất nhiều trong kinh phật quý vị phải hiểu ý nghĩa kim có nghĩa là gì giang chẳng thay đổi kim loại đều bị oxy hóa đều bị đổi màu chỉ mình hoàng kim không thay đổi quý ở chỗ này vì thế phật pháp dùng kim theo ý nghĩa không thay đổi kim thân vĩnh hằng bất hoại là chân thân dùng theo ý nghĩa này chứ không phải là thật sự sơn thành màu vàng rồng hiện thời trong chùa chiền tượng phật mạ vàng nhằm biểu thị pháp gia phật có thật sự giống như màu vàng mạ mà hay không màu ấy cũng trọn chẳng dễ coi. Phải hiểu đó là biểu thị pháp, vĩnh hằng không thay đổi, là xứng tánh. Thân ấy có hay không có? Có. Trong cõi thực báo thì có. Trong cõi thực báo của chư Phật như Lai, cõi thực báo trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thân tướng của quý vị vĩnh viễn không thay đổi. Nhân dân trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chẳng sanh từ bào thai. Chẳng phải là từ trẻ nhỏ dần dần trưởng thành. Chẳng phải họ là hóa sanh. Hóa sanh đến nơi ấy trong hoa sen. Hóa thân có hình dáng như thế nào? dáng vẻ chẳng khác a di đà Phật cho mấy. Chỗ này là Pháp bình đẳng. Hiện thời, chúng ta vẽ Tây Phương cực lạc thế giới. Vẽ a di đà Phật đặc biệt to. Vẽ Bồ Tát nhỏ hơn một chút. Người giảng sanh là dễ nhỏ hơn chút nữa điều này cũng không đúng pháp to như nhau đâu có to hay nhỏ như vậy thật sự có to hay nhỏ sẽ chẳng bình đẳng to như nhau vĩnh hằng không thay đổi họ là hóa sanh do những điều này quý vị đọc kinh giáo nhiều hơn sẽ dần dần hiểu rõ sẽ thấy ý nghĩa được thật sự bao hàm ở đây vì sao không bị biến hóa? Vì chẳng có ý niệm đạo lý ở chỗ này. Quý vị hiểu đạo lý này sẽ tin tưởng. Biến hóa do đâu mà có? Biến hóa là duy thức sở biến, duy tâm sở hiện. Cõi thật báo trang nghiêm, chỉ có duy tâm sở hiện, không có duy thức sở biến. Đã chuyển thức thành trí, cho nên chẳng biến. Quý vị không có ý niệm sẽ chẳng khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm sẽ biến, chẳng khởi tâm không đồng niệm. Làm sao biến? Sẽ chẳng biến. Dĩnh hằng không thay đổi. Hoa, cỏ, cây cối trong tây phương cực lạc thế giới vĩnh viễn chẳng điêu tàn, vĩnh viễn chẳng biến chất. Đạo lý ở chỗ này. Cư dân nơi ấy vẫn chưa phải là cảnh chuyển theo tâm ư cư dân nơi ấy mỗi người đều minh tâm kiến tánh nói minh tâm kiến tánh là đã đoạn vọng tưởng vọng tưởng là khởi tâm động niệm mọi người chẳng khởi tâm chẳng động niệm khởi tâm động niệm còn không có lấy đâu ra phân biệt chấp trước đạo lý là như thế đó chúng ta hiểu rõ rồi biện thừa nhận chuyện này là thật chẳng giả chúng ta muốn bất biến trong thế giới này có được hay chăng được quý vị chẳng khởi tâm không động niệm là được cảnh giới như vậy đấy làm không được là vì ý niệm quá di tế quý vị thấy đức phật hỏi di lặc bồ tát thích ca mâu ni phật hỏi ngài di lặc vẫn chưa phải là nói cho chúng ta nghe một niệm của bọn phạm phu chúng ta dấy lên tức là trong tâm có ý niệm một niệm của chúng ta dấy lên trong một niệm này có bao nhiêu tế niệm hợp thành một niệm đức phật hỏi mấy niệm mấy tướng mấy thức di lặc bồ tát trả lời trong khoảng khẩy ngón tay chúng ta nói tới một niệm và một cái khẩy ngón tay chúng ta khẩy nhanh thì ước chừng trong một giây khẩy được bốn lần. Nếu khẩy rất nhanh, chắc là có thể khẩy tới năm lần. Trong một giây có thể khẩy tới năm lần. Nghe nói, trong một khẩy ngón tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là đơn vị. Một trăm ngàn là mười dạng. Ba mươi hai ức nhân với mười dạng thành ba trăm hai mươi triệu. Quý vị thấy trong một khẩy ngón tay có ba trăm hai mươi triệu trong một giây chúng ta khẩy bốn lần sẽ là một ngàn hai trăm tám mươi triệu nếu khẩy năm lần sẽ là một ngàn sáu trăm triệu một niệm quá di tế làm sao chúng ta có thể cảm thấy di lặc bồ tát nói niệm niệm thành hình hình là vật chất là tướng cảnh giới của a la gia hình giai hữu thức hình đều có thức đó là chuyện tướng của a la gia ở chỗ này quý vị nhất định phải hiểu trong tự tánh cái gì cũng đều có chẳng thiếu gì nó có thể hiện có thể sanh có thể hiện niệm có thể biến thức có thể biến không có thức thì nó có thể hiện có thể sanh, có thể hiện. Thế giới cực lạc có thể sanh, có thể hiện. Chẳng có biến. Người bên ấy hoàn toàn dùng chân tâm, không có vọng tâm. Đều là chuyển thức thành trí. Do vậy, thế giới của họ vĩnh hằng không thay đổi. Vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông, vô lượng đức năng đều có sẵn trong tự tánh, chẳng do học được mà là những thứ ta có sẵn từ lâu. Có phải là đã đạt đến rút ráo hay chưa? Chưa. Thật sự hoàng nguyên là cõi thường tịch quan. Trong cõi thường tịch quan, hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều không có. Đó mới gọi là trở về tự tánh. Làm như thế nào mới trở về tự tánh? Do trong cõi thực báo, tuy đã đoạn vọng tưởng, nhưng tập khí vọng tưởng chưa đoạn do có tập khí vọng tưởng nên mới có cõi thật báo trang nghiêm tập khí vọng tưởng cũng đã đoạn chẳng còn nữa cõi thật báo cũng sẽ không có bởi lẽ phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng ngay cả cõi thật báo trang nghiêm cũng không phải là ngoại lệ trong kinh đức phật chẳng nói cõi thật báo trang nghiêm là ngoại lệ. Không nói lời này, cõi thật báo cũng chẳng phải là cảnh giới thật. Cảnh giới thật sự là thường tịch quan. Huệ Năng Đại Sư thuốc ra năm câu. Năm câu ấy nói về thường tịch quan. Câu cuối cùng là có thể sanh dạng pháp. Dạng pháp sanh từ thường tịch quan. Thường tịch quan có thể sanh có thể hiện phàm cái gì có hình tướng đều thuộc về cõi thật báo cõi phương tiện hay cõi phàm thánh đồng cư tứ thánh pháp giới là cõi phương tiện lục đạo luân hồi là cõi đồng cư không có gì là chân thật phải hiểu hư không cũng là giả chẳng thật thời gian và không gian đều là giả trong cõi thường tịch quan không có thời gian chẳng có không gian. Chẳng có thời gian sẽ chẳng có trước sau. Chẳng có không gian sẽ không có khoảng cách. Đó mới là thật sự trở về tự tánh. Do vậy, cảm ứng đạo giao cùng hết thầy chúng sanh. Thưa quý vị, không chỗ nào chẳng hiện thân, không lúc nào chẳng hiện thân. Hiện thân dài hay ngắn là do nghiệp cảm của chúng sanh chúng sanh vẫn còn cảm thì tướng ấy vẫn còn chúng sanh chẳng còn cảm tướng ấy chẳng còn nữa cái thương này của chúng ta là thân nghiệp báo cũng có tánh thời gian tức là có thời gian tồn tại dài hay ngắn nghiệp báo mà phật bồ tát chẳng phải là nghiệp báo phật bồ tát là ứng hóa ứng theo sự cảm của chúng sanh mà hiện thân tướng không chỉ là hiện thân tướng loài người mà còn có thể hiện tướng cây cối hoa cỏ có thể hiện tướng núi sông đại địa tướng gì các ngài cũng đều có thể hiện vì vậy chúng ta đọc những câu chuyện xưa hay công án trong thiền tông có những người tham thiền thấy cây cối hoa cỏ bèn khai ngộ thấy mưa rơi trên tàu chuối bèn hoác nhiên khai ngộ đó là gì nói như chúng ta hiện nay đó chính là phật gia trì trong khoảnh khắc ấy những thứ vô tình ấy là phật người ấy có cảm phật bèn ứng hiện khiến cho người ấy do cảnh giới đó mà hoác nhiên khai ngộ chẳng có chuyện nào chẳng do phật lực gia trì Phật được gia trì là tác dụng của tự tánh, là tự tánh khởi tác dụng. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cũng chẳng hoài nghi chút nào. Vì thế, đối với Phật, dẫu Phật hiện thân Phật đến gia trì, chúng ta cũng chẳng sanh tâm hoan hỷ, cũng chẳng bị kích động. Bị kích động là hỏng rồi. Vì sao? A-di-đà Phật là tự tánh di-đà của quý vị, do tự tánh của chính quý vị biến hiện chẳng ở bên ngoài thế giới cực lạc là duy tâm tịnh độ chủ nào là bên ngoài toàn là tánh đức tự tánh lưu lộ quý vị hiểu đạo lý này sẽ vĩnh viễn tâm bình khí hòa vĩnh viễn là như như bất động huệ năng đại sư nói rất tuyệt nào ngờ tự tánh vốn chẳng lay động quý vị vĩnh viễn giữ được thanh tịnh bình đẳng, giác, chẳng để cho tâm giấy lên chút sống mòi nào trong cảnh giới, như thế là đúng. Thập phương xưng tán chi thành ngôn. Đây là lời khen ngợi chân thành trong mười phương. Câu này dễ hiểu, lời lẽ chân thành, chắc chắn chẳng nói dối. Chúng sanh bổn cụ chi hóa nghi, nhất thừa chi liệu nghĩa, dạng thiện chi tổng môn là hóa nghi sẵn có của chúng sanh, là liệu nghĩa nhất thừa, là môn tổng quát của muôn điều thiện. Những điều này đều đã nói trong phần trước. Tịnh độ quần kinh bách sổ thập bộ chi cương yếu, nhất đại tạng giáo chi chỉ quy giả, là cương yếu của một trăm mấy chục bộ kinh giảng về tịnh độ, là chỗ chỉ về của các giáo Pháp trong đại tạng kinh. Ở đây, cụ cũng nói đến giáo pháp trong cả đại tạng kinh, xác thực là như vậy. như thượng chưa hiền sợ dĩ thịnh tán thử kinh giả, nghĩa là sợ dĩ các vị hiền nhân nồng nhiệt khen ngợi kinh này như trên. xưa nay các đại đức tán thán bộ kinh này, cái dĩ bổn kinh trì danh niệm phật pháp môn là vì pháp môn trì danh niệm phật trong kinh này mấy câu tiếp theo quan trọng lắm viên mãn quá khó có pháp môn nào có thể dẫn đến viên mãn rốt ráo viên mãn là gì mảy may khiếm khuyết cũng chẳng có pháp môn này viên mãn hoa nghiêm là viên mãn pháp hoa là viên mãn nhưng quá dài không như kinh này kinh này phân lượng ít dường ấy nhưng viên mãn như hoa nghiêm và pháp hoa hiếm có lắm trực tiệp nghĩa là thẳng thừng nhanh chóng thẳng thừng thỏa đáng phương tiện pháp môn này thuận tiện nhất trong hết thảy các pháp môn các pháp môn đều gọi là phương tiện pháp môn này là pháp môn thuận tiện nhất trong các phương tiện cứu cánh nghĩa là rốt ráo phương tiện nào giúp quý vị thành phật phương tiện ấy là rốt ráo phương tiện nào giúp quý vị thành bồ tát tuyệt lắm nhưng chưa rốt ráo phương tiện nào giúp quý vị thành a la hán lại càng chẳng phải là rốt ráo do vậy nay chúng tôi dạy quý vị giúp quý vị chuyện ác thành thiện quý vị biến thành người tốt vẫn chưa phải là rốt ráo phải là thành phật thì mới là rốt ráo chưa thành phật thì chưa rốt ráo giúp quý vị chứng đảnh giác bồ tát như quán thế âm vẫn chưa rốt ráo bởi lẽ quý vị chưa thành phật pháp môn này giúp chúng ta rốt ráo thành phật nhất siêu trực nhập tối cực viên đốn nghĩa là hễ vượt thoát bèn vào thẳng phật quả viên đốn tột cùng cực viên cực đốn đốn là đốn siêu dùng phương pháp gì Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải Lục Tự Hồng Danh Chi Cứu Cánh Quả Giác Tác Ngã Chúng Sanh Chi Nhân Tâm Dùng Biển Nguyện Nhất Thừa của Phật Di Đà Sáu chữ Hồng Danh nơi quả giác trút ráo Làm cái tâm cho lũ chúng sanh chúng ta Trong khi tu nhân Đây là nói rõ ra Cụ Hoàng nói Nhất Siêu Trực Nhập Tối Cực Viên Đốn là nói gì vậy? Là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đơn giản như thế đó, dễ dàng như thế đó, sinh ra hiệu quả to như ấy. Ai tin tưởng? Vì thế gọi là phương pháp khó tin. Trong kinh, Đức Phật nói, Duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Đảnh giác Bồ Tát Đối với pháp môn này, giống như nhìn trăng qua một lớp the. Đây là lời dí do. Giống như chúng ta ngắm mặt trăng, trăng trung thu chẳng hạn. Cách một lớp the, the rất mịn. The là một loại sa rất mịn. The như trong the lụa, sa đoạn. Cách một lớp the, ngắm trăng. Còn cách một tầng, đẳng giác Bồ Tát, Đối với pháp môn này giống như cách một lớp the ngắm trăng. Phật chẳng có lớp the hay sa này. Đẳng giác Bồ Tát còn bị ngăn cách bởi một lớp the hay sa, quá sâu, đạo lý quá sâu, nhưng sự tình quá đơn giản. Do sáu chữ bèn thành công, thật vậy sao? Thật đấy. Nay tôi nói về cư sĩ Tiểu Lị ở nơi đây. Quý vị thấy cư sĩ Hoàng Trung Sương làm thí nghiệm coi sáu chữ hồng danh có hiệu quả hay không? ông ta thí nghiệm khi nói cổ nhân niệm phật ba năm có thể giảng sanh ông ta bèn thí nghiệm ông ta mới ba mươi mấy tuổi là một người rất trẻ bế quan tại thâm quyến nhờ cư sĩ tiểu lị hộ trì hai năm mười tháng ông xương bèn biết trước lúc mất thật đấy chẳng giả đâu pháp môn dễ dàng như thế đó trong quá khứ Chúng tôi nghe lão Pháp Sư Đàm Hư báo cáo. Tôi không có duyên phận này. Thiếu phước phận, chẳng được gặp lão Pháp Sư. Tôi đến Hương Cảng. Ngài đã giảng sanh hai ba năm rồi. Nhưng tôi nghe từ băng thâu âm. Sư giảng khai thị trong Phật Thất. Có đồng tu đem cúng băng thâu âm đến cho tôi nghe. Sư nói bằng giọng địa phương miền Bắc. Tôi nghe chẳng hiểu lắm tôi nghe liên tục không ngừng 30 lượt. Đại khái có thể nghe hiểu chín phần. Cuối cùng, tôi rút cuộc tìm được một đồng tu ở phương Bắc, nhờ chép toàn bộ băng thâu âm thành văn tự, in ra một cuốn sách nhỏ. À, sư giảng thật hay. Quý vị thấy sư kể chuyện người thợ giá nồi là đồng tham đạo hữu của sư, là người quen, tại gia niệm Phật, một câu a di đà Phật thôi ông thợ giá nội không biết chữ, chưa từng đi học, ngoài 40 tuổi mới xuất gia, điều gì cũng chẳng biết là bạn chơi đùa hồi nhỏ của lão hòa thượng đế nhàn cùng ở trong một thôn trang. Ông ta đến tìm Pháp Sư Đế nhàn cuộc sống của ông ta thật sự khổ sở quá. Thấy Pháp Sư Đế nhàn làm Pháp Sư xuất gia cũng thoải mái lắm, rất hâm mộ. Bèn muốn theo Ngài xuất gia. Lão Pháp Sư đế nhàn cũng hết sức từ bi. Gặp người bạn chơi đùa thuở ấy, bảo ông ta, xuất gia phải học kinh giáo. Ông lớn tuổi như thế mà cũng chẳng biết chữ, xem ra học kinh giáo chẳng thành công. Thuở ấy trong nhà chùa chẳng học kinh giáo thì phải học kinh sám Phật sự. Kinh sám Phật sự là ngũ đường công khóa thấy ông ta đầu óc chậm lục ông học cũng chẳng thành công có nghĩa là ông xuất gia làm sao được nhưng người bạn ấy cứ nhất định muốn nương cậy ngài cuối cùng không có cách nào ngài bèn nói tôi có điều kiện ông có thể chấp nhận hay không ông ta nói sư cứ nói đi hết thảy tôi đều nghe theo lời sư với điều kiện như thế ông ta nói được sư bèn cho ông ta xuống tóc. Sau khi xuống tóc, sư nói, ông không cần thọ giới. Nghi thức thọ giới, ông cũng chẳng hiểu, ông cũng chẳng thọ được. Tại vùng quê ở Ninh Ba, có một ngôi miếu nát, không ai ở. Cho một mình ông ta ở nơi đó. Vậy ông ta một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ, sư dặn dò, ông ở nơi đó, niệm một câu này niệm mệt bèn nghỉ nghỉ ngơi khỏe khoắn, rồi lại niệm tiếp sau này chắc có lợi lạc bí quyết thành công của người này chẳng có gì khác thật thà dâng lời thật sự làm ông ta bèn thành công quý vị thấy người ta niệm phật ba năm bèn đứng giảng sanh tại dùng quê thuở ấy giao thông chẳng thuận tiện một bà cụ già trong thôn phát hiện sư phụ đã đứng giảng sanh. Quá sức lạ lùng, hiếm có. Trước đây chưa hề thấy ai đứng mất. Còn có những vị lão cư sĩ niệm Phật báo cho mọi người đến xem. Xem xong, sai người sang chùa Quán Tông báo tin. Báo giới lão hòa thượng đế nhàn Lão hòa thượng nghe tin này, vội vã đến xem, đi về mất ba ngày. Thấy tình hình này, lão hòa thượng đế nhàn Sức hoan hỷ, tán thán. Ông xuất gia chẳng uổng, khá lắm, ông mất như thế đó. Sư tán thán. Đại Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp chẳng bằng ông. Phương trượng, chủ tịch Tùng Lâm cũng không bằng ông. Ông đúng là giỏi lắm. Niệm một câu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật ba năm thù thắng lắm. Đó là chuyện trước mắt, không xa mấy. Trong phần trước, tôi đã kể với mọi người chuyện một bà cụ tại làng tướng quân ở đài nam cũng là niệm phật ba năm rồi đứng mất lời tán thán này chẳng hư giả mảy may nào vấn đề là chúng ta phải thật sự làm thì mới được như trong thời đại hiện tại quý vị phải nhớ tịnh tông là đại thừa chẳng phải là tiểu thừa người đại thừa phải giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn, nhất là trong thời đại hiện tại. Chính quý vị thành tựu, nhưng không có duyên phận giáo hóa chúng sanh, bèn có thể thị hiện giống như vậy. Nếu có duyên phận giáo hóa chúng sanh, quý vị còn trụ thêm mấy năm nữa, trụ thêm mấy năm nữa chẳng trở ngại. Do vậy. Nếu muốn đến chỗ hết thảy chư Phật như lai, nhất là muốn đến chỗ A Di Đà Phật. Nguyện vọng của A Di Đà Phật là gì? Phổ độ hết thảy chúng sanh khổ nạn trong mười pháp giới. Chúng ta hiểu ý A Di Đà Phật, chúng ta cũng khiến cho A Di Đà Phật hoan hỷ, mang thêm nhiều người đi. Quý vị mang thêm càng nhiều càng hay, đây là chuyện tốt. Vì thế nên làm kẻ tự giải thoát cho riêng mình như trong tiểu thừa tức là vừa thành tựu đã ra đi ngay lập tức chẳng đúng vì sao người thời giá nồi đi ngay lập tức người thời giá nồi ra đi là có lý ông ta thị hiện đó là tác chứng chuyện cư sĩ hoàng trung sương cũng là thị hiện chứng minh cho người niệm phật chúng ta tôi giảng kinh tại hương cảng chúng tôi ở đây rất gần ông ta mỗi ngày nghe cd của tôi tôi ở đây là khuyến chuyển thị chuyển ông ta tác chứng chuyển bên ấy chứng minh những điều kinh nói chẳng giả mà là chuyện thật quyết định thành tựu trong một đời hơn nữa trong ba năm ngắn ngủi quý vị có thể vượt thoát lục đạo luân hồi có thể vượt thoát mười pháp giới trong tám dạng bốn ngàn pháp môn pháp môn nào có thể làm được chỉ có pháp môn này chúng ta phải hiểu rõ chuyện này viên mãn trực tiếp phương tiện cứu cánh là thật chẳng giả chút nào do vậy pháp môn này đơn giản nhất dễ dàng nhất ổn thỏa thích đáng nhất đáng tin cậy nhất lại còn nhanh chóng nhất điểm mấu chốt là quý vị có thể buông những thứ vật vãnh trong thế gian xuống hay không? Những kẻ chẳng thể giảng sanh vốn là vì lý do này. Quý vị vẫn còn tham luyến thế gian này, vẫn muốn tiếp tục luân hồi trong lục đạo. Vậy là hết cách. a di đà Phật chẳng thể lôi quý vị đi theo, vì quý vị chẳng bỏ thế gian này được. a di đà Phật gật đầu, bỏ đi, đợi lần sau vậy. Khi nào quý vị buông hết xuống, a di đà phật sẽ đến chúng ta chẳng thể không biết điều này